Nguyễn Văn Dưa xin chào cô chú và anh chị nha. Hôm nay Nghĩa giới thiệu về Tiền Giang của Nghĩa nha. Đây những cánh đồng xả. Sau đó đây là con trâu của Nghĩa đây. Xứ sở xã đây, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Đang đi trên đường này. Nay Nghĩa đi giao cho anh em Tiền Giang hai cái mô tô. Đây, mỏ lòng, nắp tu. Cẩn quay Tiền Giang cho cô chú anh chị vừa xem luôn. Nghĩa lên xe Nghĩa chạy về một chút ha. Đẹp lắm. Quê mình phát triển quá. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem video của Nghĩa nha.